Anh, em đau bụng quá. Em đau thế nào hả? Cho em ngồi, đỡ đỡ em. Muốn đi vệ sinh không? Để anh đưa đi nhá. Em cũng không biết nữa. Cứ đau dầm dàn từ sáng đến giờ. 5 đến 10 phút thì đau một cơn. Mẹ ơi! Đau quá. Mẹ ơi! Tụi anh bị làm sao mẹ ơi? Cô ơi, giờ đau quá. Đau bụng hả? Mẹ sẽ nằm. Biết rồi. Ôi, nó đau tắt hết mồ hôi này con này con. Bây giờ mẹ bảo này, con bình tĩnh nhá, con bình tĩnh nào. Con thở mạnh này, hít vào, hít sâu vào, con thở mạnh ra cho mẹ nhá. Hít sâu con thở ra nào. Con hít sâu con thở ra nào. Đấy. Con sắp chết rồi con ơi. Nó sắp chết rồi, gọi taxi cho mẹ nhanh lên. Con bình tĩnh cho mẹ, cái gì? Taxi ở đâu à? Mày có taxi ở đâu? Taxi ở ngoài đường chứ còn ở đâu nữa? Mày chạy 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 lên. Đi vào lấy cho mẹ cái túi mẹ chuẩn bị cho em nhanh lên. Túi đâu ạ? Thằng mày thật thế hả trời? Con ơi! Con ơi! Lấy nước rồi! Mày chạy đi! Lộng đật để em lấy, anh mới chạy nhanh lên. Mày làm cái gì được chưa? Xe! Đang ngủ đít rồi cô ạ. Đi vào đó chị nhanh lên. Lên. Mẹ chạy đi đâu chạy đi. Chúng anh ơi. Kìa chúng mày phải nói đi. Chị Hoan ơi! Em không tìm thấy cái đỏ. Trời ơi, đi nhanh lên. Mẹ ơi. Sao rồi? Thu Anh bị vỡ ối bất thường nên phải sinh non ạ. Như thế thì có làm sao không hả mẹ? Mẹ. Sinh non chắc là cũng không sao đâu. Chị, nó kiên cường thế, chắc chắn mọi việc sẽ ổn cả chị ạ. Ai là người nhà của sản phụ Nguyễn Thục Anh? Dạ đây ạ. Sản phụ Thục Anh sinh khó và em bé bị tràng hoa quấn cổ, cho nên chúng tôi đã chuyển sinh mổ rồi ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Mẹ ơi, thế đẻ mổ thì có làm sao hả mẹ? Ông trời khẩn phận. Con mẹ chọn con vua. Nó có làm sao thì tôi không sống nữa. Linh tinh. Chị cứ nói linh tinh cái gì đấy. Đi. Đi ra phòng mổ với em. Đi. Đứng lên. À thằng Long Đần nữa. Đi theo cô. Đi. Nhanh. Đi. 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 Đi.